chào tất cả các em. Cô là Đỗ Thị Nhiệm, giáo viên trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Cô rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Và để giờ học diễn ra hiệu quả, cô đề nghị chúng ta có đủ các phương tiện ghi chép những ý thật cần thiết và đặc biệt hãy đến với giờ học bằng một tâm thế thoải mái nhất. Như các em đã biết, văn học Việt Nam gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn học viết. Trong văn học viết được chia thành văn học trung đại và văn học hiện đại. Ở chương trình ngữ văn trung học phổ thông, chúng ta được tìm hiểu cả hai bộ phận và hai giai đoạn văn học này. Riêng ở học phần văn học Việt Nam hiện đại, chương trình lớp 11, các em đã được tìm hiểu những tác phẩm từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Và lớp 12, chúng ta được tiếp tục tìm hiểu các tác phẩm từ 1945 đến hết thế kỷ 20. Và bài học hôm nay của cô sẽ ôn tập khái quát lại cho các em văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến hết thế kỷ 20. Và trước khi vào bài học, cô gửi đến chúng ta một câu hỏi. Các em hãy quan sát video và hãy cho cô biết video sau của cô gợi nhắc, gợi nhớ đến những tác phẩm nào đã học của chương trình ngữ văn lớp 12. Xin mời các em cùng theo dõi. Ơi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Video đã kết thúc, các em đã tìm được bao nhiêu tác phẩm? Nếu bạn nào tìm được từ 8 đến 10 tác phẩm thì cô xin chúc mừng vì các em có một trí nhớ rất tốt và kiến thức rất cơ bản về những tác phẩm của chương trình ngữ văn lớp 12. Bây giờ cô xin mời chúng ta cùng đến với đáp án. Mở đầu video, chúng ta đã được sống lại những ngày mùa thu lịch sử. Đó là ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và đây cũng là tác phẩm văn học đầu tiên mà các em được học ở chương trình ngữ văn lớp 12. Chân dung nhà thơ Quang Dũng cùng với hình ảnh những đoàn quân kiêu hùng và lãng mạn gợi nhắc chúng ta tới bài thơ Tây Tiến, một trong những bài thơ được xem là hay nhất về chủ đề người lính. Một MV rất thành công của năm 2019 gợi nhắc chúng ta tới hai nhân vật, đó là Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài và Chàng trong tác phẩm Vợ Nhật của nhà văn Kim Lân. Và bức tranh Tứ Bình tuyệt đẹp gợi nhắc chúng ta tới Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đây có thể xem là đỉnh cao của thơ Tố Hữu, cũng là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Những hình ảnh cũng lời đề từ gợi nhắc chúng ta tới Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. Đây có thể xem là một tùy bút xuất sắc của người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Và những giai điệu ngọt ngào, da diết gợi nhắc chúng ta tới Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh.
để đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại, chính là những tư tưởng mới mẻ và sâu sắc mà Nguyễn Khoe Điềm gửi gắm qua đoạn trích Đất nước. Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được, tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Bi kịch giữa bên trong và bên ngoài, giữa linh hồn và thể xác, và khao khát được là chính mình, chính là đề tài và tư tưởng mà Lưu Quang Vũ gửi gắm qua vở kịch Hồn chương 3 Ra hàng thịt. Và kết thúc của video, các em thấy hình ảnh một chiếc thuyền trong buổi sớm mở sương, một chiếc thuyền mang vẻ đẹp toàn bích nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều câu chuyện về cuộc đời và con người. Đó chính là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Như vậy, video của cô có 10 tác phẩm và các em có thể thấy những tác phẩm này chính là chân dung và thể hiện kết tinh giá trị nội dung và nghệ thuật của hơn 50 năm văn học Việt Nam hiện đại. Có thể nói, đó là một nền văn học đồ sộ, phong phú và nở rộ ở nhiều thể loại: văn nghị luận, kịch, truyện, thơ, tùy bút và bút ký. Và trong khuôn khổ tiết học hôm nay, cô giáo sẽ ôn tập cho các em về 3 thể loại trọng tâm, đó là truyện ngắn, thơ và tùy bút. Nội dung bài học sẽ có 3 kiến thức cơ bản. Chúng ta sẽ đi từ những kiến thức lý luận chung nhất, soi vào những tác phẩm của chương trình ngữ văn lớp 12 và sau đó là luyện tập. Cô xin mời các em đến với kiến thức đầu tiên, 1. Khái quát chung về thơ, truyện ngắn và tùy bút. Các em ạ, mỗi tác phẩm muốn tồn tại đều thuộc về một thể loại nhất định và mang những nét đặc trưng của thể loại đó. Vậy, đặc trưng của thơ là gì? Đặc trưng cơ bản nhất của thơ đó là mang yếu tố chủ quan. Phạm vi phản ánh của thơ rất rộng và sâu, nhưng cốt lõi của thơ là trữ tình. Thơ là tiếng nói bộc lộ tình cảm, cảm xúc, là cầu nối từ trái tim để đến với trái tim. Đúng như nhà thơ Lamartine đã từng nói, thơ là hiện thân cho những gì thầm kín nhất của con tim, thiêng liêng nhất của tâm hồn con người và cho những hình ảnh tươi đẹp nhất, âm thanh huyền diệu nhất trong thiên nhiên. Và để làm nên thơ, cần những yếu tố cơ bản như hình ảnh, vần nhịp, những ngôn ngữ hàm xúc và giàu giá trị biểu cảm. Nếu thơ mang yếu tố chủ quan, thì truyện lại phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó. Bằng cách này hay cách khác, truyện luôn luôn tôn trọng những quy luật của đời sống hiện thực. Và để tạo nên truyện, phải cần có các sự việc. Các sự việc này sẽ liên kết để tạo thành cốt truyện. Và hình thành những sự việc ấy, cần có các nhân vật với mối quan hệ và hoạt động sống của họ. Và đặc biệt, cần một người đứng ra để kể chuyện với một góc nhìn và một cái quan điểm đánh giá nào đó, với một giọng điệu riêng. Và tùy bút là một thể loại rất đặc biệt. Đó là sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình, vừa có tính chất văn học, vừa có tính chất báo chí, khá tự do và phóng khoáng. Để làm nên tùy bút, vẫn cần những sự vật, sự việc có thật, thậm chí là mang tính thời sự. Nhưng đó chỉ là cái cớ để nhà văn gửi gắm những tình cảm, cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nhà thơ Mozart đã từng nói, bản thân tác phẩm thực ra chỉ là những ký hiệu chết, những ngôn từ câm lặng và chính người đọc đem đến giá trị cho tác phẩm. Quan niệm này của Mozart nói với chúng ta rằng người đọc có vai trò hết sức quan trọng, nhưng đọc như thế nào cho đúng và hiệu quả. Cô xin mời các em đến với phần thứ hai, hướng tiếp cận. Và cô sẽ giới thiệu tiếp cận thơ, truyện ngắn và tùy bút theo 3 bước cơ bản sau. Bước 1, chúng ta hãy nắm những thông tin ở ngoài văn bản. Đó là nắm được nhan đề, tác giả, phong cách sáng tác, hoàn cảnh sáng tác. Và nếu các em nắm được những thông tin này, nó giống như cánh cửa để chúng ta mở vào ngôi nhà lớn của tác phẩm. Bước 2, chúng ta sẽ tiến hành đọc văn bản. Và đọc, các em có thể đọc từ đọc lướt đến đọc kỹ. Và khi đọc kỹ văn bản, các em hãy trả lời cô giáo những câu hỏi sau. Với thơ, các em cần trả lời được 3 câu hỏi. Thứ nhất, nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình. Người bộc lộ cảm xúc ở đây là ai? Và cảm xúc ấy hướng tới đối tượng nào? Đối sự vật, sự việc nào? Thứ hai là tình cảm trữ tình. Tình cảm bộc lộ ở đây là tình cảm gì? Yêu mến, tự hào, ngợi ca, khẳng định hay đau xót, phẫn uất, lên án và phê phán. Và tình cảm ấy có sự vận động như thế nào qua các câu thơ, qua các dòng thơ. Và thứ ba, chúng ta cũng chú ý cho cô về nghệ thuật trữ tình. Toàn bộ tình cảm ấy được bộc lộ như thế nào qua hình ảnh, qua ngôn ngữ, qua giọng điệu, qua các biện pháp tu từ.
Và bước thứ ba, chúng ta hãy đánh giá, lý giải những cái hay, cái đẹp, cái độc đáo, mới lạ của bài thơ. Với truyện ngắn, khi các em đọc truyện ngắn, chúng ta cũng cần trả lời được những câu hỏi sau. Thứ nhất, cốt truyện, mở đầu, diễn biến và kết thúc như thế nào? Trong đó, các em đặc biệt chú ý cho cô những sự việc và chi tiết tiêu biểu. Thứ hai, các em cũng phải hình dung ra hệ thống các nhân vật. Trong đó, nhân vật nào là nhân vật chính, nhân vật trung tâm? Nhân vật ấy có đặc điểm gì về lai lịch, ngoại hình, tính cách và số phận? Thứ ba, chúng ta cũng tìm hiểu cho cô những nghệ thuật để tạo nên truyện ngắn. Đó là tình huống truyện, đó là kết cấu truyện, đó là ngôi kể, giọng kể. Và cuối cùng, chúng ta cũng tìm ra những tư tưởng, thông điệp mà nhà văn gửi gắm thông qua truyện ngắn đó. Với tùy bút, khi đọc tùy bút, các em phải tìm hiểu và khám phá cho cô vẻ đẹp của hình tượng trung tâm. Và hình tượng ấy gửi gắm những điều gì trong suy nghĩ, trong tình cảm, trong những quan niệm, triết lý của người viết. Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng cái hay của tùy bút là đằng sau mỗi tác phẩm ấy hiện lên một chủ thể uyên bác, tài hoa và trí tuệ. Vì thế, chúng ta cũng phải lý giải, đánh giá và tìm ra được sự sáng tạo đó. Trên đây cô vừa hướng dẫn các em những bước tiếp cận với ba thể loại thơ, truyện ngắn và tùy bút. Đây sẽ là cơ sở lý luận để chúng ta vào phần thứ hai. Đặc điểm cơ bản và một số đề dạng đề thường gặp ở ba thể loại thơ, truyện ngắn, tùy bút trong chương trình ngữ văn lớp 12. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Đặc điểm cơ bản. Chúng ta tìm hiểu thể loại đầu tiên, đó là thơ. Như các em đã biết, chương trình ngữ văn lớp 12 của chúng ta quan tâm tới 4 văn bản thơ, đó là Tây Tiến, Việt Bắc, Sóng và Đất Nước. Và cả 4 văn bản thơ này đều được sáng tác từ giai đoạn 1945 đến 1975. Đây là thời kỳ mà cả dân tộc đang trỗi dậy như một cuộc tái sinh mầu nhiệm với rất nhiều những nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì thế, dễ hiểu thơ ca thời kỳ này đều bám sát với nhiệm vụ cách mạng và thể hiện những tình cảm lớn. Nội dung của thơ ca thời kỳ này đều tập trung vào đó là ca ngợi con người, quê hương, đất nước. Đó là ca ngợi thiên nhiên Tây Bắc, hùng vĩ, thơ mộng mà trữ tình. Đó là ca ngợi những chàng trai Tây Tiến, hào hùng mà hào hoa, bi tráng mà lãng mạn. Đó là ca ngợi đất và người Việt Bắc, ân nghĩa, thủy chung. Đó là ca ngợi một dải đất hình chữ S, nơi kết tinh và hội tụ những giá trị văn hóa qua mấy nghìn năm lịch sử. Đồng thời, thơ ca cũng thể hiện trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Và trong số những tác phẩm thơ, có thể coi Sóng là một bài thơ khá đặc biệt, vì Sóng đi vào những tình cảm cá nhân, tình yêu đôi lứa. Thông qua những giải bày và chiêm nghiệm của người phụ nữ trước biển, chúng ta có thể thấy Sóng đã bộc lộ một tình yêu vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa thủy chung đằm thắm, vừa mạnh mẽ và táo bạo. Về nghệ thuật, có thể thấy thơ ca giai đoạn 45-75 đã đạt được những cái thành tựu điêu luyện và tinh tế. Một mặt, thơ ca giai đoạn này vừa tiếp thu những tinh hoa truyền thống của văn hóa, đó là thể thơ, đề tài, ngôn ngữ. Mặt khác, nó cũng đổi mới, sáng tạo, tạo nên những hồn thơ trẻ trung, sôi nổi, nồng nàn, đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu về truyện ngắn. Có thể nói, truyện ngắn từ 1945 đến hết thế kỷ 20 đều bám rất sát với tình hình của hiện thực đời sống. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy truyện ngắn có sự thay đổi qua các giai đoạn và thời kỳ khác nhau. Từ 1945 đến 1975, gắn với công cuộc đấu tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, các nhà văn thời kỳ này lại tập trung vào số phận của con người trong là nạn nhân của xã hội cũ. Những nhân vật như Mị, A Phủ, Tràng, Thị, Bà Cụ Tứ là hiện thân của những đau khổ, tăm tối, bần cùng, thậm chí là ranh giới của cái sự sống và cái chết. Tuy nhiên, cũng chính qua những nhân vật này, nhà văn lại gửi một niềm tin vào con người, tin vào tình yêu thương và tin vào sức sống của con người. Chính vì vậy, những truyện ngắn này mang đậm giá trị hiện thực và nhân đạo.
tới thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gian khổ và ác liệt, những năm 65-66 gắn với cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt, các nhà văn thời kỳ này lại tập trung vào vẻ đẹp của con người và dân tộc trong cuộc chiến tranh. Rừng Già Nu đã xây dựng cho chúng ta một tập thể những con người cách mạng, và ở đó cũng thể hiện cái quy luật đấu tranh tất yếu của dân tộc. Chúng nó đã cầm súng thì mình phải cầm giáo. Và những đứa con trong gia đình lại là một minh chứng cho sức mạnh tuyệt vời khi gắn kết giữa truyền thống của gia đình với truyền thống của dân tộc, tạo thành một dòng sông cách mạng kiên cường. Và vì vậy, truyện ngắn giai đoạn này mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Giai đoạn từ 1975 đến hết thế kỷ 20. Thời kỳ này chúng ta thấy có truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đây có thể coi là truyện ngắn tiêu biểu cho sự đổi mới, cho sự mở đường tinh anh và tài năng nhất của nhà văn này. Thông qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài, nhà văn đã gửi gắm vào đó rất nhiều thông điệp. Ông đã phát hiện ra những góc khuất, những bộn bề, những gai góc của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng ngợi ca và trân quý những hạt ngọc ẩn giấu trong chiều sâu tâm hồn con người. Chính vì vậy, truyện ngắn của ông mang đậm tính tự sự và triết lý. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc điểm của tùy bút. Trong chương trình ngữ văn lớp 12, chúng ta chỉ có một tác phẩm tùy bút, đó là Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Với Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, thông qua hai hình tượng người lái đò và con sông Đà, nhà văn đã thể hiện sự khám phá với cái đẹp giữa cuộc sống đời thường. Đồng thời, thông qua tùy bút này, Nguyễn Tuân cũng đã thể hiện tình yêu của mình với quê hương, với đất nước. Và trong đó, chúng ta dễ dàng lý giải vì sao Nguyễn Tuân được coi là bậc thầy của thể tùy bút, với sự liên tưởng, tưởng tượng phong phú, với những kiến thức sâu rộng, uyên bác ở nhiều lĩnh vực và với việc sử dụng ngôn từ vô cùng biến hóa và linh hoạt. Các em thân mến, kỳ thi của chúng ta đang đến rất gần. Chính vì vậy, ngoài việc chúng ta trang bị những kiến thức cơ bản, các em cũng cần tìm hiểu những dạng đề thường gặp và cái cách xử lý với những dạng đề đó. Sau đây, cô giáo sẽ giới thiệu với các em một số những dạng đề thường gặp và những lưu ý cơ bản. Dạng đề đầu tiên, đó là cảm nhận về nhân vật hoặc hình tượng qua một đoạn trích. Đây chính là dạng đề mới nhất nằm trong đề thi tham khảo của Bộ năm 2020. Cụ thể, nó nằm ở câu số 2 trong phần nghị luận văn học. Cảm nhận của anh chị về nhân vật Mị trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài, vợ chồng A Phủ, Tô Hoài. Vậy với kiểu dạng đề này, cô giáo có hai điểm lưu ý với các em như sau. Lưu ý thứ nhất, đó là đề yêu cầu rất rõ về đối tượng nghị luận và phạm vi nghị luận, nên chúng ta cần đọc kỹ đề, tránh việc lan man, xa đề và thiếu trọng tâm. Lưu ý thứ hai của cô, đó là năm nay thì Bộ lại không đưa ra trích dẫn, đoạn trích dẫn. Chính vì vậy, để làm tốt đề này, các em cần phải nắm thật chắc những kiến thức cơ bản về tác phẩm, kiến thức về đoạn trích. Dạng đề số 2, cảm nhận về một đoạn trích, có thể là một đoạn thơ, một khổ thơ hoặc đoạn văn. Đây chính là đề thi chính thức năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cảm nhận một đoạn trong bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phụ Ngọc Tường. Với dạng đề này, chúng ta cần chú ý đến vị trí của đoạn trích, khám phá được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của đoạn. Đồng thời, chúng ta cũng đánh giá được cái vai trò của đoạn trong chỉnh thể tác phẩm và thấy được những phong cách sáng tác của nhà văn, tư tưởng của nhà văn muốn gửi gắm. Ở dạng đề số 3, cảm nhận một đoạn trích hoặc một nhân vật qua đoạn trích và liên hệ một vấn đề liên quan. Với dạng đề này, chúng ta thấy có hai nhiệm vụ cần phải xử lý. Nhiệm vụ thứ nhất, đó là chúng ta sẽ cảm nhận một đoạn trích hoặc nhân vật qua đoạn trích, giống như đề dạng số 1 và dạng số 2. Đây vẫn là nhiệm vụ trọng tâm và nó chiếm phần lớn dung lượng, thời gian cũng như số điểm trong bài làm của các em. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta, đó là giải quyết cái vấn đề liên quan. Vấn đề này nó có thể thuộc về văn học như là giá trị hoặc là phong cách sáng tác. Nó cũng có thể thuộc về xã hội. Cô lấy ví dụ như đề tham khảo của Bộ,
cảm nhận về nhân vật Mị trong Đêm mùa xuân ở Hồng Ngài. Từ đó anh chị suy nghĩ gì về sức sống của con người trước nghịch cảnh? Vậy thì cái phần nhiệm vụ số 2 này các em nên triển khai dưới dạng một đoạn văn và nên đặt ở cuối của phần tân bài là hợp lý. Dạng đề thứ 4, cảm nhận một nhân vật, một hình tượng qua toàn bộ văn bản. Cô lấy ví dụ, cảm nhận nhân vật Chàng hoặc nhân vật Thị hoặc nhân vật Bà Cụ Tứ trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Đây là một đề mà phạm vi của nó rất rộng, nên các em lại cần phải lưu ý là nắm thật chắc văn bản và triển khai dưới các luận điểm để cho bài của chúng ta có trọng tâm và tránh việc bị thiếu ý và sót ý. Trên đây cô đã giới thiệu với các bạn 4 dạng đề thường gặp, và để củng cố lại kiến thức của bài cũng như để các em ôn tập tốt hơn, chúng ta sang phần thứ 3, luyện tập. Cô có một câu hỏi dành cho các em như sau. Các em hãy vẽ sơ đồ tư duy về các tác phẩm thuộc thể loại thơ, truyện ngắn và tùy bút. Chắc hẳn các bạn học sinh thì không xa lạ gì với sơ đồ tư duy. Đây là một cách học khá là hiệu quả. Và cô hy vọng rằng các bạn sẽ sau tiết học này, chúng ta sẽ lập những sơ đồ tư duy để chúng ta có thể tự ôn tập được. Với câu hỏi này, cô xin đưa ra chúng ta 2 điểm như sau. Thứ nhất, những yêu cầu cơ bản. Về nội dung, một sơ đồ tư duy cần phải ngắn gọn, trọng tâm và đặc biệt kiến thức phải chính xác. Thứ hai, về hình thức, cần phải khoa học, dễ nhìn và sinh động. Các bạn tạo những sơ đồ tư duy sinh động, bắt mắt thì não phải và não trái của chúng ta cùng được hoạt động, việc học sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và cô cũng xin giới thiệu với các bạn những bước cơ bản để chúng ta lập được một sơ đồ tư duy. Bước 1, các em hãy đọc văn bản và cố gắng tiếp cận văn bản theo đúng đặc trưng thể loại như cô giáo vừa hướng dẫn. Sau đó chúng ta sẽ xác định những kiến thức trọng tâm và mã hóa nó bằng các từ khóa. Bước 2, chúng ta sẽ vẽ chủ đề trung tâm. Các em có thể triển khai trên vở của mình hoặc cũng có thể chúng ta triển khai trên những tờ giấy A4. Và từ chủ đề trung tâm này, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ ra các nhánh ở các cấp độ tương đương. Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 hay 4, tùy vào độ phức tạp của vấn đề mà các em triển khai. Và cuối cùng, các em có thể thêm những cái màu sắc hoặc những cái hình ảnh liên quan để cho sơ đồ của chúng ta sinh động và hấp dẫn. Cô hy vọng là những gợi ý của cô sẽ giúp các em có thể làm được những sơ đồ tư duy cho việc ôn tập. Cô cũng giới thiệu với các bạn có thể tham khảo một sơ đồ tư duy. Sơ đồ này cũng có thể coi là đã đảm bảo được những cái yêu cầu cơ bản nhất, những kiến thức cơ bản và những cái hình vẽ, những cái màu sắc để giúp chúng ta có thể ghi nhớ một cách hiệu quả. Cô hy vọng cũng như tin tưởng các em sẽ lập được những sơ đồ tư duy khác nữa để chúng ta có nhiều tài liệu cho việc ôn tập. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em có sức khỏe tốt và ôn tập thật tốt. Xin thân ái, chào tạm biệt.